chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay selling Baruch các chị và các bạn nha. Selling Baruch bất kỳ nha. Và câu hỏi cho minigame ngày hôm nay là nước nào không tham gia World Cup ạ? Và các chị các bạn ơi, mình biết đáp án của câu hỏi này thì mình nhanh tay comment các chị và các bạn nha. Biết đâu mình sẽ là chủ nhân của một set đồ siêu xinh bao gồm áo sơ mi và chân váy cực kỳ xinh đẹp thì sao các chị và các bạn ơi. Rồi em chào các chị và các bạn đã vào đã thấy em rồi nha. Chào các chị và các bạn đã vào đã thấy em rồi nha. Thấy em rồi mình cứ comment cho em biết các chị các bạn nha. Thấy em rồi mình cứ comment cho em biết nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là bán kết của World Cup 2018. Nếu mà ai có theo dõi thì cũng chúng ta cũng biết là các nước là tham gia năm nay đúng không? Bây giờ mình hãy loại trừ các nước đó ra. Loại trừ các nước đó ra để mình chọn ra những nước chưa tham gia World Cup nào mọi người, không tham gia World Cup nha mọi người nha. Rồi em chào Quân Vy Vân nha. Mình chào Xuân Đậu nha. Hello, xin chào các chị và các bạn đã vào đã thấy hôm rồi nha. Các chị các bạn vào đã thấy shop rồi thì mình nhanh tay chia sẻ liền ba group bất kỳ và một lần trên trang cá nhân. Sau đó comment câu trả lời của mình nào các chị các bạn ơi. Nước nào không tham gia World Cup là câu hỏi trong mini game trong ngày hôm nay nha. Rồi các chị các bạn đã thấy em rồi, mình cứ comment cho em biết nha. Rồi hello, xin chào các chị các bạn mới vào. Chào Hồng Mai ạ. Chào Ngân Kim ạ. Rồi các chị các bạn nào mới vào mình cứ comment cho em biết nha. Chưa nhận được quà của shop luôn. Sunny Vân ơi, em inbox liền nha. Inbox liền để shop chat cho em mã liền nha. Sunny Vân inbox liền ngay bây giờ đi em ơi, để shop chat liền em ơi. Rồi ok, nước sông vẫn chưa phải các chị các bạn nha. Đây là mình hỏi tên quốc gia đó các chị các bạn ơi. Mình trả lời theo tên quốc gia, mình sẽ đi đúng hướng của shop nha. Rồi Ngân Kim nước Trung Quốc chưa phải là đáp án của shop nha. Đi nước Diễn chưa phải là đáp án của shop. Nước Hồ chưa phải là đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi nước Ao cũng chưa phải đáp án của shop nè. Nước Đá chưa phải đáp án của shop. Thái Lan vẫn chưa phải đáp án của shop các chị các bạn nha. Nước Non vẫn chưa phải đáp án của shop. Lào chưa phải đáp án của shop nha. Campuchia vẫn chưa phải đáp án của shop. Nước gì đây các chị và các bạn ơi? Nước gì mà mình chưa tham gia World Cup bao giờ các chị và các bạn nha. Rồi mình nhanh tay comment cho shop biết nha. Comment cho shop biết nha. Đông Timor vẫn chưa phải đáp án của shop nè các chị các bạn ơi. Rồi các chị các bạn biết câu trả lời cho câu hỏi mini game của em thì mình cứ comment. Rồi chị và bạn nào mà comment trùng với đáp án của shop thì em sẽ trao mình một cái phần quà bao gồm một cái áo sơ mi và một chân váy nha các chị và các bạn ơi. Một phần quà siêu xinh như vậy dành cho các chị và các bạn nào có đáp án trùng với đáp án của shop nha. Rồi hôm nay vẫn chưa phải đáp án của shop nha Uyên ơi. Philippines vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Xin chào mọi người ơi. Việt Nam vẫn chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi nước Lộc vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Xin chào các chị các bạn mới vào nha. Úc vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Nước Lào vẫn chưa phải đáp án của shop. Rồi nước Anh chưa phải nè. Rồi Mỹ chưa phải nè. Nước Lèo vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Nước Cờ vẫn chưa phải đáp án của shop các chị các bạn ơi. Rồi các chị các bạn nào mình biết thì mình nhanh tay mình sẽ liền ba rất bất kỳ nha các chị các bạn ơi. Sau đó trả lời cho câu hỏi nước nào không tham gia World Cup. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi nước ok chưa phải đâu ạ. Xin chào tất cả mọi người, ai có tham gia cái trường coi World Cup hoặc là mình có biết một tí về đá banh bóng đá thì mình cũng sẽ có thể trả lời được câu này nha. Câu này rất là dễ luôn. Nước nào không tham gia World Cup nha. Đó, nước nào không tham gia World Cup mọi người ơi. Và nãy giờ mình cứ chừa ra những cái nước mà sắp đặt là không phải nha. Nước Ý chưa phải nha, Mỹ chưa phải nè, Anh chưa phải mọi người nha. Và chúng ta kể một vòng là nó sẽ ra đáp án thôi. Tại vì đáp án này nó rất là dễ, không có khó. Tại vì nước nào, đây là hỏi quốc gia luôn rồi, rất là dễ nha mọi người nha. Chỉ cần trước tiên thì chúng ta hãy chia sẻ ba group và một lần trên trang cá nhân nha. Nhớ là chia sẻ giúp shop mọi người nha. Để chúng ta tham gia mini game cho nó thật là sôi nổi, thật là hấp dẫn nha mọi người nha. Rồi kết thúc mini game này chúng ta lại cùng nhau đến với cái chương trình mà hôm nay đồ mới đổ bộ về shop rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Nên là chúng ta hãy tham gia thật là nhiệt tình. Cũng như là mình xem chương trình phía sau, một chương trình hàng mới về thật là hấp dẫn nha mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, em xin nhắc lại câu hỏi của mình là nước nào không tham gia World Cup nha các chị và các bạn ơi. Nước nào không tham gia World Cup nha các chị và các bạn ơi. Nãy giờ em thấy rất là nhiều các chị và các bạn chắc mình nhầm đáp án hay sao. Rất là nhiều chị comment áo rất là nhiều chị comment là những nước như là Hà Lan các kiểu. Thì em thấy mình cũng tham gia World Cup mà các chị các bạn ơi. Em xin nhắc lại câu hỏi là nước nào không tham gia World Cup các chị và các bạn nha.
Rồi các chị và các bạn nào đã có câu trả lời cho mình rồi comment cho em biết nha. Comment cho em biết nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nếu mình đã có câu trả lời rồi. Và nếu các chị và các bạn ơi, xe liền 3 rút trước khi mình comment nha. Để khi mà mình trùng với đáp án của shop, đáp án của mình trùng với đáp án của shop, thì các chị và các bạn có thể sở hữu phần quà bao gồm một chiếc áo sơ mi và một chân váy siêu xinh của shop các chị và các bạn nha. Và các chị các bạn nhớ là phải share mình mới hợp lệ, không share mình không hợp lệ đâu các chị các bạn ơi. Nước nào không tham gia World Cup là câu hỏi cho ngày hôm nay ạ. Rồi nước Anh, nước Việt Nam, nước Anh cũng tham gia World Cup các chị và các bạn nha. Rồi Việt Nam chưa phải đáp án của shop nha. Việt Nam đúng rồi nhưng mà chưa phải đáp án của shop nha các chị các bạn. Nước Anh có tham gia World Cup mọi người ơi. Rồi nước Myanmar, Myanmar cũng chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn nha. Rồi nước Trung Quốc chưa phải đáp án của shop nè. Rồi nước Myanmar chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi nước Uống chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn nha. Nước Lào chưa phải đáp án của shop luôn các chị các bạn ơi. Cố gắng lên các chị và các bạn ơi. Mình chỉ cần loại trừ cái đáp án mà shop đã đọc là không phải là được nha. Rồi nước nào chưa từng tham gia World Cup nào người ơi. Chưa tham gia World Cup không có khó đâu mọi người, vòng vòng đây thôi à, vòng vòng những cái nước ở trên bản đồ thôi. Và sao không có đố mẹo cái câu này đâu, chúng ta không cần phải trả lời nước sông, nước giếng, nước hồ đâu. Chúng ta chỉ cần trả lời thẳng thôi câu hỏi, đây là đất nước nào luôn nha. Đó, đất nước nào, Campuchia chưa phải nha, nước mình là Việt Nam hả, chưa phải nha. Nước Việt Nam chưa phải nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nước gì đây? Nước mình chưa phải các chị và các bạn nha. Nhớ là chia sẻ nước Singapore chưa phải, nhớ chia sẻ vào ba rấp chút khi mình comment thì biết đâu mình sẽ là người trúng giải bao gồm một chiếc áo sơ mi và một chân váy. Và các chị và các bạn ơi, nguyên một combo sẽ được dành tặng cho các chị và các bạn nào comment chính xác nhưng phải chia sẻ ba rấp thì shop mới tặng quà nha. Chưa chia sẻ shop không tặng quà các chị và các bạn ơi. Rồi nước Thái Lan chưa phải đáp án của shop nha các chị và các bạn. Nước Singapore vẫn chưa phải đâu ạ. Thụy Sĩ chưa phải, Ấn Độ cũng chưa phải nha. Rồi Singapore mình cũng không phải nha các chị và các bạn nha. Nước gì đây, nước gì đây? Đúng nước rồi. Ấn Độ chưa phải đâu ạ. Bây giờ gợi ý mọi người nha. Cái tên của nước này phát âm là gồm hai từ nha. Tên của nước này phát âm là gồm hai từ, mọi người tìm đi ạ. Nước Bỉ không phải, nước Bỉ có tham gia mọi người ơi. Tên nước này phát âm gồm hai từ nha. Nhanh tay trả lời câu chờ câu này, nó đây là đúng là trend hiện nay. Bạn nào có tham gia có xem World Cup thì cũng sẽ đoán được cái đáp án này nha. Rồi tên của nước này phát âm là gồm hai từ nha. Phát âm là hai từ mọi người nha. Rồi nước Ấn Độ chưa phải nè, Ba Lan chưa phải nè, Thụy Sĩ chưa phải nha. Rất là dễ luôn, câu này không có khó tí nào hết. Giơ thẳng lên bạn. Đó, câu này không có khó tí nào hết. Nước nào không tham gia World Cup nhớ là chúng ta chia sẻ nha. Bây giờ mọi người có muốn nghe sắp gợi ý không ạ? Ai muốn nghe sắp gợi ý thì chúng ta hãy giúp sắp chia sẻ lên nha. Chia sẻ để lên view để sắp gợi ý được cho mọi người chứ. Rồi nhanh tay giúp sắp chia sẻ nào. Ba rúp vào một lần trên trang cá nhân nha. Và sắp sẽ chọn, sắp sẽ bắt đầu lật đáp án gợi ý đáp án khi mà view nó lên nha. Chưa view mà chưa tên trăm thì sắp chưa gợi ý được. Cổ lên nào, Trung Quốc chưa phải, nước Úc chưa phải, Mông Cổ chưa phải nha. Mông Cổ chưa phải. Tên này phát âm gồm hai từ nha. Sắp chỉ cần một gợi ý nữa là đảm bảo mọi người đều sẽ biết cái đất nước này, nó đất nước này nó không có xa lạ gì với Việt Nam hết. Rồi Trung Quốc không phải nha, Trung Quốc không phải nha. Nó không xa lạ với Việt Nam đâu nha. Đất nước này không xa lạ với Việt Nam đâu nha. Gợi ý đi. Rồi ok mọi người ơi, kéo view lên thì sắp phải gợi ý được chứ. Nếu mà có tám mấy view sao sắp gợi ý được. Cố gắng chia sẻ ba group giúp shop đi. Mọi người chia sẻ sau đó hãy comment đáp án của mình nha. Chứ nếu không chia sẻ thì không sắp không gợi ý được. Rồi các chị các bạn ơi, mình nhớ chia sẻ để lên được 100 view thì shop sẽ bắt đầu có những gợi ý cho mình nha các chị các bạn ơi. Ít view quá thì mình chơi không vui đâu các chị các bạn ơi. Rồi Hàn Quốc chưa phải đáp án của shop nha. Hàn Quốc mình vẫn có tham gia World Cup các chị, World Cup các chị và các bạn nha. Hy Lạp chưa phải các chị và các bạn ạ. Thái Lan chưa phải đáp án của shop. Đài Loan cũng vẫn chưa phải nha. Hoa Kỳ chưa phải à. Chile vẫn chưa phải đáp án của shop nè. Ai Cập vẫn chưa phải đáp án của shop các chị các bạn nha. Mã Lai vẫn chưa phải đáp án của shop. Hàn Quốc chưa phải đâu các chị và các bạn. Campuchia mình chưa phải đáp án của shop rồi nè. Nhớ chia sẻ liền ba rất các chị và các bạn nha. Ba rất bất kỳ sau đó mình thẳng trả lời. Vì các chị và các bạn biết không, nếu mà mình trả lời đúng chung với đáp án của shop nhưng vẫn chưa chia sẻ thì shop cũng sẽ không trả thể trao phần quà cho mình được các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sắp gửi ý đây mọi người ơi. Bây giờ sắp gửi ý nào, chia sẻ ba rất là một lần trên trang cá nhân để sắp gửi ý nha. Chứ còn không sắp đọc cái gợi ý này ra là đảm bảo mọi người đều biết cái đất nước này. Là nếu mà mình trúng giải mình không chia sẻ thì sắp sẽ cũng sẽ không có tặng quà cho mình được nha. Nên là chia sẻ cho shop nha. Rồi mọi người đã chia sẻ xong hết chưa? Nghe gợi ý của shop nha. Rồi gợi ý thứ nhất đó là từ này gồm hai từ, phát âm của nó là hai từ mọi người nha. Phát âm đọc ra thì nó có hai từ. Đó phát âm ra nha.
Còn và ý thứ hai là cái đất nước này nó rất quen thuộc với Việt Nam, nó không xa lạ với những người mà thích cái nền bóng đá Việt Nam nha. Nó không xa lạ với những người mà thích nền bóng đá Việt Nam đó, sắp gợi ý tiếp rồi đó. Không xa lạ cái đất nước này, nó không xa lạ với đất với nền bóng đá Việt Nam. Và gợi ý luôn tiếp, gợi ý thứ ba đây mọi người ơi, nghe gợi ý thứ ba nha. Và đất nước này đã từng đá với Việt Nam đó, hơn cái này mà không trúng được thôi á. Đất nước này đã từng đá với Việt Nam nha, nước này đã từng đá bóng với Việt Nam luôn nha, rất là dễ nha. Đất nước này đã từng đá bóng với Việt Nam luôn, rất là dễ. Rồi trả lời đi mọi người ơi, nhanh tay nha. Đất nước này đã từng đá bóng với Việt Nam với chị và các bạn nha, đã từng giao lưu với Việt Nam mình các chị và các bạn nha. Và các chị các bạn ơi, nước nào đây mà mình từng đá bóng với Việt Nam, và cái tên của nó, cái tên của quốc gia này, cái phát âm của quốc gia này bao gồm hai từ nha. Quốc gia này được phát âm bằng hai từ nha các chị và các bạn nha. Rồi, ok, như vậy comment đúng chính tả giúp Sáp nha. Nếu mà không chính, không đúng chính tả thì Sáp sẽ cũng sẽ không có trao quà được nha. Đúng chính tả nha, đúng chính tả giúp Sáp nha mọi người nha. Rồi đúng chính tả giúp Sáp nha các chị và các bạn ơi. Đúng chính tả chưa đúng chính tả, các bạn nha. Đúng chính tả là chưa được nha, đúng chính tả mới được nha. Rồi đã có đáp án đó, gửi là ra đảm bảo là gửi này là đúng rồi mà. Nè, cái này nè, mới đúng nè. Các bạn ơi, chưa đúng chính tả là chưa được, comment lại đi. Đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi, nhưng mà chưa đúng chính tả nha. Chưa đúng chính tả là chưa được nha. Rồi, đúng chính tả chưa? Chưa thấy được bạn nào đúng chính tả hết. Không phải, các bạn ơi, comment sai chính tả rồi các bạn ơi. Sai chính tả rồi các chị các bạn ơi, sai chính tả rồi. Cái nước này mình phải đúng chính tả thì mình mới có thể. Đất nước của người ta mà comment, mà ghi sai chính tả là không được nha mọi người nha. Sai chính tả rồi các chị các bạn ơi, mình search Google để đúng chính tả đúng rồi, các chị Google các bạn ơi. Google đâu rồi các chị các bạn ơi, hãy sử dụng công cụ là Google để mình đúng chính tả hơn nha các chị các bạn ơi. Rồi xong chưa các bạn đúng chính tả chưa? Có bạn đúng chính tả các bạn ơi. Sau khi sai chính tả rồi search Google đi, cái nước này các bạn comment đúng nhưng mà không phải thì các bạn ghi sai chính tả của nước người ta rồi. Rồi các chị các bạn ơi, mình chưa đúng chính tả nha, chưa đúng chính tả các chị các bạn nha. Rồi chưa đúng chính tả luôn các chị các bạn ơi, chưa có chị nào bạn nào đúng chính tả đâu các chị các bạn ơi. À hello chị rồi. Rồi chưa có bạn nào đúng chính tả đâu các chị các bạn ơi, mình dư một chữ rồi. Rồi không, vẫn sai, chưa có ai đúng chính tả là sao chị? Trời ơi, sao không ai đúng chính tả? Mọi người search Google giùm cái đi. Đúng rồi, ok mọi người, đúng là qua ta nhưng mà mọi người ghi sai rồi. Rồi ok, có bạn trả lời đúng rồi kìa. Rồi chúc mừng bạn Thanh Hà nha. Bạn Thanh Hà là người đã trả lời đúng nhanh và đúng chính tả nhất nha. Đúng rồi. Đúng chính tả nhất thì đúng mình rồi, mới có thể là trao quà cho bạn Thanh Hà nha. Rồi ok, chúc mừng Thanh Hà. Thanh Hà inbox địa chỉ kèm số điện thoại giúp mình nha các chị và các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình săn combo 99.000 nha. Hôm nay sẽ toàn là hàng mới về và một combo sẽ có giá 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mà mình chỉ lấy một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Và bộ đầu tiên sẽ là một combo của Hôm Đen Mang Hôm giới thiệu cho mọi người nha. Các chị các bạn ơi, xong mini game rồi nha. Mình sẽ bắt đầu với một combo bao gồm một chiếc áo tay lưới các chị và các bạn nha. Full tay lưới ở ngực và tay lưới rất là xinh luôn nè. Và đi kèm với đó là một cái vải phôn, chất vải phôn này rất là dày dặn các chị và các bạn nha. Và đi kèm một chiếc áo lưới là một cái chân vải kaki ạ. Chân vải kaki nút màu hồng cực kỳ xinh. Nguyên một combo như em đang mặc đây, giá từ 250.000. Hôm nay trong livestream này chỉ còn có giá là 99.000 các chị và các bạn nha. Và giá này được áp dụng khi mình mua hai combo bất kỳ trong live. Mỗi combo sẽ có giá 99.000, còn một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000. Và chốt giúp em combo này bằng cách comment C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Nguyên combo này sẽ dành cho các chị các bạn dưới 55kg giúp em nha. Dưới 55kg mình vẫn đặt nha. Dạ thoải mái. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chúc cho Ngọc Huyền C1. Ok, Ngọc Huyền comment địa chỉ giúp shop nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha các chị và các bạn ơi. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi bây giờ ok, em sẽ chốt cho Nguyễn Ngọc Nguyễn nha. Nguyễn Ngọc Nguyễn cho em địa chỉ nha. Hà Trang cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nguyễn Ngọc Nguyên cho em địa chỉ nha.
Rồi các chị các bạn ơi, chốt C1, mình cửa hàng chốt C1 kèm số điện thoại giá. Kèm địa chỉ chỉ với 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Còn mua 1 combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Và các chị và các bạn nha, em sẽ nhắc lại là 1 combo duy nhất 129.000, 2 combo bất kỳ trong line 99.000 mỗi combo ạ. Các chị và các bạn nhanh tay chốt C1 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ để chốt vụ em nha. Quay ra sau ok các chị các bạn nha. Em chốt cho chị Thơm Ngố nữa nha. Chị Thơm Ngố, em chốt cho chị Thơm Ngố nha. Ok, chốt cho Thơm Ngố C1 nha. Rồi ai lấy C1 nữa nhanh tay comment giúp shop nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000 nha. Một bộ bất kỳ, nếu mà mọi người chỉ lấy một bộ duy nhất thì giá sẽ là 129.000. Còn mọi người chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream này giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Rồi chị Phú Châu ơi, chị Phú Châu cho em số điện thoại luôn nha chị Phú Châu ơi. Rồi Nguyễn Vũ, ok Nguyễn Vũ cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt hàng cho em C1 kèm địa chỉ kèm số điện thoại để chốt được nguyên combo này với giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live, mỗi combo 99.000, còn nếu mua 1 combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi Nguyễn Vũ, ok chốt Nguyễn Vũ cho mình số điện thoại, cho mình địa chỉ nha. Rồi bao nhiêu chị Dũng cũng cho mình địa chỉ nha. 30 giây nữa em sẽ qua combo này. Qua combo này mình sẽ được chốt với giá 250.000 ạ. Các chị các bạn mình tranh thủ chốt để mình được giá 129.000 một combo và 99.000 khi mua 2 combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Rồi em chốt cho chị Linh Liên Đàm ạ. Liên Đàm ạ. Chị Liên Đàm ơi cho em địa chỉ nha. Chị Liên Đàm cho em địa chỉ luôn nha. Ok, Liên Đàm cho shop địa chỉ luôn nha. Chị Liên Đàm cho shop địa chỉ nha. Bây giờ nhanh tay C1 nha. Bây giờ shop sẽ còn 30 giây nữa để bán bộ này với giá 99.000 nha. Qua 30 giây thì shop sẽ trở về giá gốc là 250.000 nha mọi người nha. Sau livestream thì mua bộ này với giá giúp shop với giá 250.000 nha. Chị Liên Đàm cho shop địa chỉ nha. Ok chị Liên Đàm nha. Rồi C1 nha. Rồi chị Thu Thủy Thu. Ok chị Thủy Thu Thủy ơi, comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. C1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha mọi người nha. Ship Kiên Giang từ 30 đến 35.000 nha. Nói chung là ship tỉnh là từ 30 tới 35.000 các chị các bạn nha. Còn nội thành Thành phố Hồ Chí Minh từ 20 tới 25.000 ạ. Rồi chị Thu Thủy ơi cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Ok qua mẫu. Rồi chị Khoa Bé. À, chị Khoa Đỗ, chị Khoa Đỗ cho em địa chỉ nha. Rồi chị em biết cho em địa chỉ luôn ạ. Rồi bây giờ em qua mẫu luôn nha. Rồi các chị nào đặt hàng nhớ cho shop địa chỉ luôn nha. Comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ để shop chốt hàng nha. Bây giờ mình sẽ đến với mẫu C2 nha. C2 là sự kết hợp của một chiếc chanh váy nhìn rất là công chúa đúng không? Một chiếc chanh váy bèo như thế này, một chanh váy nơ ren như thế này, mình phối hợp một chiếc áo chạy vai nhìn rất là công chúa. Ở đó mình có thể phối với các phụ kiện để nhìn cái nó rất là sạch tông với lại cái set đồ như thế này. Cái set đồ này thì dưới 55kg vô tư mặc nha. Thật ra là cái váy này 60kg mặc vẫn được, nhưng mà cái áo như thế này, chạy vai như thế này thì dưới 55 mình mặc cho đẹp mọi người nha. Mẫu này là C2 nha. Ở C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ và lưu ý giúp shop là 99.000 khi mua 2 bộ bất kỳ nha. Còn nếu mà lấy một bộ duy nhất thì giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Một bộ duy nhất giá sẽ là 129.000 nha. Rồi C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho chị nào, bạn nào muốn sở hữu cái combo này nha. Đó, bé Thuyền có thể quay phía sau cho mọi người thấy luôn nha. Cái combo này đó nó rất là dễ mặc luôn á. Cái kiểu váy ren như thế này thì chắc là mọi người cũng không có quá xa lạ gì đúng không? Đó, váy ren như thế này. Cái co giãn cho mọi người thấy. Đây cái lưng co giãn như thế này nên mọi người mặc vô cùng thoải mái nếu mà chọn cái combo này nha. C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Người đúng là Thu Hồi nha. Đấy, hôm qua chị giới thiệu mà đây là chị Thuyền nha. Đây là Thuyền nha. Siêu mẫu mới của siêu shop. Một cái chị rồi đen. Ok chị Liên Đàm thấy chị rồi, em cảm ơn chị nha. Không bán mình áo và shop. Dạ chị Hoa Độ, Hoa Nguyễn ơi, em bán nguyên combo nha, shop không có bán rời nha. Shop bán nguyên một combo gồm áo và váy như thế này là 99.000, áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Rồi chúc cho Thanh Thảo, ok Thanh Thảo C2 này. Chúc cho Thùy Linh C2 nha. Ok Thùy Linh comment địa chỉ giúp shop nha. Ok Thùy Linh comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Chúc chị Hải Lý C2. Ok Hải Lý, em có địa chỉ của chị ra đây để khách quen nha. Ok chị Hải Lý nha. Rồi ok chị Thanh Thảo cho shop địa chỉ nè. Chị Thùy Linh cho số điện thoại địa chỉ luôn nha. C2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. C2 nha. Và nhanh tay chúng ta chuẩn bị chuyển qua C3 rồi. Và mỗi mẫu như thế này thì shop chỉ sau trong ít phút thôi để các chị và các bạn chọn nha. Nên là là mình lấy liền nha. Và sau livestream thì vui lòng mua giúp shop với giá là 250.000 mọi người nha. Cái chất liệu của cái váy này là vải ren này mọi người. Phía ngoài là ren, phía trong là lớp quan mỏng nha. Còn cái áo như thế này là cái vải mà quan mềm á, quan mềm hay mặc mọi người có thể mặc cái áo sơ
mi á, quanh mềm nha mọi người nha. Đó rất là dễ thương đúng không? Sát đồ này nhìn rất là công chúa tiểu thư. Chị nào bạn nào thích phong cách tiểu thư thì nhanh tay chọn bộ này nha. Rồi xong chưa? Bây giờ chúng ta sắp chuyển qua C3 nha. 10 giây cuối cùng để đặt C2 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị các bạn có 10 giây nữa thì mình chốt C2 nha. Chốt C2, chốt cho em C2 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ à. Rồi các chị các bạn, em sẽ qua mẫu C3 trong vòng 5 giây nữa. Ok, qua mẫu. Mở nhạc to xíu bé ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, combo tiếp theo như em đang mặc đây, một combo cực kỳ xinh à. Bao gồm một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng đi kèm với một chút lệch vai ở trên rất là đẹp các chị và các bạn nha. Và đi kèm với một cái áo sơ mi là một chiếc vạt chân vẫy đuôi cá rất đẹp à. Chân vẫy đuôi cá hồng có quần bên trong các chị và các bạn nha. Nguyên một combo em đang mặc bao gồm một áo sơ mi và một chân vẫy như vậy, giá gốc là 250.000. Và bây giờ trong live sẽ bán với giá 129.000 khi mua một combo. Còn nếu mua hai combo bất kỳ trong live, mình sẽ có giá là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Rồi chốt combo cho em bằng cách là C3 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Combo này thì sẽ dành cho các chị và các bạn dưới 55kg ạ. Các chị và các bạn nào chốt thì mình cứ chốt cho em là C3 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi, C3 nha mọi người nha. Cái áo này là cái vải của nó là cái chất vải mà thun mềm, thun co giãn, thun mềm nha. Cái vải này nó co giãn được và nó thấm hút mồ hôi tốt nha. Nó phía trong là nó phối thêm một cái lớp yếm ở trong nữa, nó rất là nhìn thấy là hiện đại đúng không? Hiện đại nhưng mà nhìn vẫn là rất là lịch sự. Nếu mà mình có đi làm thì mặc cũng được luôn nha. Đó lịch sự nè. Còn cái chân váy này là vải siêu đẹp luôn. Cái chân váy kiểu như này đang là hot trend mọi người nha. Chân váy mà kiểu nó đắt nhiều cái lớp như thế này, tức là nó sẽ nối nhiều cái lớp lại với nhau chứ nó không phải may đơn thuần. Quay phía sau cho mọi người thấy luôn. Mình xây lại giùm cái. Rồi các chị các bạn ơi, các chị các bạn chân vẩy bao nhiêu em không bán rồi các chị các bạn nha. Em bán nguyên một combo, nếu bán rồi em cũng bán chân vẩy với giá 99.000 luôn nha các chị các bạn nha. Đúng rồi, C3 nha, mã của này là mã này là C3 nha, cả bộ là 129 đúng rồi chị nha. Cả bộ là 129 khi chị mua duy nhất một bộ, còn mình mua hai bộ bất kỳ thì mình sẽ có giá là 99.000 các chị và các bạn nha, 99.000 mỗi bộ nha. Rồi ok, chúc cái chị Đoàn Hoàng ạ. À, chúc cho chị Đoàn Hoàng chị cho em địa chỉ ạ. À, rồi các chị các bạn ơi, chúc hàng cho em C3 kèm địa chỉ kèm số điện thoại giúp em nha. Có đầy đủ thì em mới chốt hàng được nha. C3 có địa chỉ rồi. Ok Hiền Anh Phạm nha. Ok em chốt cho Hiền Anh Phạm luôn nha. Rồi các chị các bạn, chốt hàng cứ comment C3 kèm điện thoại kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Chị cho em C3 28kg mặc vừa không ạ? 28 thì em ơi, 28 nếu mà em 28kg thì em mua cái váy này về em phải bóp lại một tí ấy. Chứ 28 thì cái eo có thể, em không biết em bao nhiêu, em nói rõ phòng eo cho chị nha. Cái 28kg thì em mặc cái áo này ok, nhưng mà cái váy á thì chị sợ là cái eo em nếu mà nhỏ thì mình có thể bóp lại nha. Không sao đâu, nhiêu ký thì vừa, dưới 55kg thì mình bao vừa đồ của shop chị các bạn nha. Còn những cái đồ nào mà ký đặc biệt hơn thì em sẽ báo sau nha. Mà yếu quá shop ơi hả? Chị ơi, mạng yếu hả? Các chị các bạn ơi, nếu mà mạng yếu thì comment cho em biết nha. Chị bạn nào mà thấy mạng yếu thì comment cho em là mạng yếu nha. Còn nếu mạng ok thì ok cho em nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt C3 với mã C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Đúng rồi, C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Mạng yếu lắm không mọi người ơi? Sao sắp xem vẫn bình thường mà ta? Mọi người ơi, đa số mọi người thấy mạng ok không, comment giúp shop với để shop biết mà điều chỉnh ấy. Chứ không là nó bị view nó sẽ bị rớt một loạt luôn. C3 ok. Ok BB nha. Ok BB nha. Chúc em C1 chưa chị. Chúc em rồi. Chúc C1 rồi liên đàm nha. Rồi, Văn Sủ chốt C3 ok Văn Sủ nha. Cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị các bạn ơi, em chuẩn bị qua C4 trong 10 giây nữa. Nếu các chị các bạn có chốt hàng thì mình chốt trước 10 giây nha. Vì qua 10 giây nữa em sẽ cái bộ của em đang mặc sẽ về giá 250.000 rồi. Nguyễn Ngọc Nguyên. Rồi chốt cho Nguyễn Ngọc Nguyên nha. Nguyễn Ngọc Nguyên cho em địa chỉ ạ. Chị Nguyễn Ngọc Nguyên cho em địa chỉ giúp em nha. Mình chốt hàng cho em C3 kèm địa chỉ kèm số điện thoại thì em mới có thể chốt hàng được nha. Rồi bình thường mà. Ok, vậy là chắc là tùy nơi các chị các bạn ơi, chắc là giao đường truyền rồi. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình tiếp tục chốt C3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Một set bao nhiêu? Các chị và các bạn ơi, nếu mua một set duy nhất 129.000, nếu mua hai set bất kỳ trở lên có giá 99.000 mỗi set các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay đặt. Bây giờ em sẽ qua mẫu đây các chị các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua C4 nha. Rồi cảm ơn mọi người đã feedback cho shop nha. Giá thì shop đã có thông báo rất là kỹ ở phần caption cũng như là phần comment nha mọi người nha. Áo 28kg bạc vừa đúng không? Đúng rồi bé nha. Tên Hàn Quốc ở
thể bóp lại một tí cho vừa nha. Rồi em lấy cái bộ vừa rồi nhanh tay comment giúp shop là C23 em nha. Tại vì sau livestream thì vui lòng đặt giúp shop với giá 250.000. Shop chị bán giá ưu đãi cho chị nào bạn nào xem livestream nha mọi người nha. Cô Úc Huyền sách này bao nhiêu? Sách nào cũng giá y chang như vậy nha cô Úc Huyền. Tất cả đều đồng giá, nếu mình mua một combo giá là 129.000. Nếu mình chọn từ 2 bộ trở lên, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 mọi người nha. 50kg là vô tư nha cô Úc Huyền nha. 50kg là vô tư vừa nha, rất là dễ thương nha. Bây giờ mình đến với C4 nha. Giá C3 50kg vừa nha cô Úc Huyền. Nhanh tay comment giúp shop số điện thoại địa chỉ nha, để shop giữ hàng, chốt số lượng cho mình nha. Còn sau livestream thì sẽ mua giúp shop với giá là 250.000 nha. Cô Úc Huyền 50kg là vô tư nha. Đó, nói chung đồ bên shop dưới 55kg thì cứ vô tư đặt nha. Còn ví dụ mình trên số ký 55 thì mình hỏi thì shop là chiều cao bao nhiêu, cân nặng chiều cao bao nhiêu thì shop sẽ tư vấn kỹ cho mình. Dạ ok chị Anh Nguyễn. Chị Anh Nguyễn comment lại giúp shop nha. Hình như chị comment bị sai chính tả hay sao á. Chị comment C3 đúng không ạ? Ok chị Anh Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Em chúc thêm cho chị Anh Nguyễn C3 nha. Chúc cho cô Úc Huyền C3 ok nha. Ok. Mặt đẹp lắm shop ơi, Trinh Trần em nhận được đồ bên mình rồi. Mặt đẹp lắm shop ơi, cảm ơn Trinh Trần rất là nhiều nha. Đó, rất là cảm ơn các khách hàng của shop mà đã mua đồ rồi feedback lại cho shop thì shop vô cùng cảm ơn nha. Cảm ơn Trinh Trần nhiều nha. Rồi ok nha. Dạ ok, em cảm ơn cô Úc Huyền nha, có địa chỉ rồi. Bây giờ mình đến với C4 nha. C4 là sự kết hợp của một chiếc áo xanh trẻ vai như thế này nè. Trên trẻ vai, cái này cái bo trim như thế này. Mọi người có thể mua cái áo trẻ vai, mọi người đa số là sẽ bị tức ở cái phần mà bo á. Mọi người mặc có thể cảm giác không thoải mái, nhưng mà đối với những cái áo bên shop á, mặc cái phần eo, cái phần bo nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó không có bị cứng nha. Mặc sẽ nhẹ và nó không có bị như bạn mặc rất là khó chịu, nhưng mà với những cái bo eo như thế này mặc rất là dễ chịu, tại vì nó rất là mềm nha. Cái chất liệu nó may rất là mềm. Thứ nhất, thứ hai nữa, tiếp tục là cái áo này được phối với là một chiếc chân váy xòe như thế này, có đan dây nhìn rất là dễ thương nha. Xòe nhẹ như thế này, nhìn cái này mình có thể phối với áo thun cũng được, mình mua về mình tách ra mình phối áo thun. Còn áo này mình có thể phối với trên váy bánh bèo cũng được luôn. Cái này là sự kết hợp hai trong một nha, cá tính cũng được, bánh bèo cũng được nha. Bộ này là C4, mình đã giao cái tên Trung Quốc nha, đặt áo cũng là 99.000 nha, tên Trung Quốc nha. Bé ở tên Trung Quốc ơi, em comment giúp shop cái số điện thoại và địa chỉ em nha, để shop chốt cho em nha. Rồi shop sẽ nốt lại hết đơn của tất cả mọi người nha. Rồi mã này là C4 nha, ai lấy C4 comment giúp shop là C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt C4, chốt cho em mã C4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Các chị và các bạn mua dây nữa em sẽ qua C5 rồi. Các chị các bạn tranh thủ chốt vì qua C5 em sẽ về lại giá gốc với giá 250.000 ạ. Rồi các chị các bạn nhanh tay nha. C4 là bộ thứ hai, ok. Sunali Nguyễn nha. Em anh đặt Nguyễn. Áo C3. Ủa bạn tên Trung Quốc cơ không? Đã có địa chỉ và số điện thoại cho chị chưa? Bạn tên Trung Quốc ơi, cho mình số điện thoại và địa chỉ để mình có thể chốt áo C3 cho bạn nha. Áo C3 cũng có giá 99.000 nha các chị các bạn ơi. Rồi, C4 với Tommy, ok. Mình chốt cho Tommy C4 luôn nha. Cho em địa chỉ ạ. Chị Thủy Tiên cho em địa chỉ luôn nha. Chị Anh Nguyễn cho sắp địa chỉ số điện thoại. Chị Anh Nguyễn cho em số điện thoại và địa chỉ. Chị Anh Nguyễn ơi, chị Anh Nguyễn đã chốt C2 rồi. Anh Nguyễn hả? Chị Anh Nguyễn ơi, chị Anh Nguyễn đã chốt C2 rồi, nhưng em vẫn chưa thấy số điện thoại và địa chỉ của mình à. C3 rồi. Chị Anh Nguyễn ơi. Lầy quá. Chị Anh Nguyễn ơi, chị chốt C3 rồi nhưng em chưa thấy số điện thoại và địa chỉ của mình. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng thì cho em đúng mã, đúng số điện thoại và đúng địa chỉ để em mới chốt hàng được nha các chị và các bạn ơi. Rồi ok mọi người, C4 có ai muốn sở hữu C4 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ chuyển qua C5 ngay bây giờ nha mọi người nha. C5 sẽ được lên ngay bây giờ nha. Rồi ok. C5 dễ thương quá. Các chị các bạn ơi, mình cùng đến với bộ C5 nha. Bộ C5 như em đang mặc đây các chị và các bạn nha. Một chiếc áo trẻ vai phối bèo ở tay và bèo ở vai rất xinh. Đi kèm với đó một cái chân váy ren các chị và các bạn nha, ren lửa nha. Và ở trong mình có một cái lớp khuôn nè, nên các chị và các bạn yên tâm là an toàn hết sức các chị và các bạn nha. Nguyên một combo như em đang mặc từ 250.000, em sẽ còn có giá là 99.000. Và giá này được áp dụng trong live khi mua hai combo bất kỳ nha. Còn một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 ạ. 129.000 nha. Và các chị các bạn ơi, combo em đang mặc đây, các chị và các bạn chốt thì chốt giúp em mã là C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Đúng rồi. Combo này sẽ dành cho các chị các bạn nào dưới 60kg nha.
dưới 60 kg mình sẽ mặc vừa nha các chị và các bạn ơi. C5 rất là xuất sắc luôn nha. C5 là sự kết hợp của áo chè vai nha. Đã mùa hè như thế này thì đa số là chúng ta sẽ đi du lịch biển nhiều. Du lịch biển thì mình nên chọn các cái sản phẩm nó phù hợp một tí, nó thước tha một tí, mà những cái bộ như thế này đi du lịch là quá xuất sắc luôn. Mình chụp hình sống ảo là bao đẹp luôn, bao xinh luôn nha mọi người nha. C5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ok, chúc cho Linh Nguyễn C5 nha. Ok, Linh Nguyễn C5 giá 99.000 hả? Đúng rồi Linh Nguyễn ơi, em nhớ chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ trở lên mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Ok, Thủy Tiên nha. Thủy Tiên đây là bộ thứ hai của mình nha. Ok, Thủy Tiên nha. Chúc cho Thảo Nguyên C5 nha. Thảo Nguyên cho shop địa chỉ luôn nha. C5 nha mọi người nha. Các chị các bạn ơi, chốt C5 mình chốt giúp em. C5 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ à. Các chị các bạn, nguyên combo như em đang mặc đây, mình chỉ có giá là 99.000. Áp dụng khi mua trong line hai combo bất kỳ, và một combo duy nhất mình có giá 129.000. Giá hết sức là đặc biệt các chị và các bạn nha. Nên mình tranh thủ mình chốt trong line để được giá đặc biệt như vậy các chị và các bạn nha. Rồi em sẽ chuẩn bị qua mẫu trong vài giây nữa rồi. Rồi các chị các bạn ơi,